Thưa quý vị và các bạn, giải chạy Quảng Trị Marathon 2024 hành trình về đất lửa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Mặc dù giải chạy đã kết thúc, nhưng vẫn đồng lại những dư âm đầy ý nghĩa vượt qua khuôn khổ của một hoạt động thể thao. Liên tục những ngày vừa qua, ngay sau khi giải chạy Marathon Quảng Trị kết thúc, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều lời khen từ các vận động viên tham dự cũng như người dân Quảng Trị dành cho hoạt động này. Đặc biệt, những hình ảnh được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thực hiện truyền hình trực tiếp và live stream trên các nền tảng số đã giúp cho người xem thấy được những cung đường chạy đẹp mắt với đông đảo vận động viên tham gia. Đúng như tên gọi của giải chạy lần này, dòng người mang áo đỏ chạy trên những tuyến đường đi qua các địa danh lịch sử của thị xã Quảng Trị chính là một hành trình về đất lửa. Tôi là một vận động viên tham gia giải chạy Quảng Trị Marathon 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Thì thực sự đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải chạy sau khi làm quen với bộ môn chạy bộ. Thì bây giờ ngồi ở đây xem lại những cái hình ảnh của ngày hôm đó do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị ghi lại. Thì thực sự là trong tôi vẫn còn rất là nhiều cảm xúc. Đường những người cũng đường chạy quanh thành cổ Quảng Trị rất là đẹp, mọi thứ rất là hào hùng. Bên cạnh việc tham gia giải chạy là để rèn luyện sức khỏe cho bản thân, thì tôi cũng rất là vinh dự khi mình đã góp được một phần nhỏ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh nhà. Thì tôi hy vọng tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức thêm nhiều giải chạy thường niên hơn nữa để các vận động viên có cơ hội tham gia vào giải chạy nhiều hơn. Qua các cung đường chạy ở giải lần này thì tôi thấy là qua các phương tiện truyền thông đại chúng và tôi là một người theo dõi giải chạy thì tôi thấy khoảng thấy là qua các hình ảnh thước phím thì sẽ quảng bá được các điểm di tích lịch sử, quảng bá về du lịch của tỉnh Quảng Trị như các điểm như thành cổ Quảng Trị, đó là những cảm nhận riêng của tôi. Những cảm xúc tích cực của người dân và các vận động viên đã cho thấy Quảng Trị Marathon 2024 là một giải chạy đã kết nối được giữa tình yêu thể thao và tấm lòng chia sẻ. Đích đến của Quảng Trị Marathon 2024, hành trình về đất lửa, không phải là những kỷ lục mới của bộ môn điền kinh, mà là thông điệp hòa bình được thắp lên trong mỗi bước chạy của các vận động viên. Giải chạy được diễn ra trên một hành trình trở về với đất lửa, là một cái mảnh đất vô cùng khốc liệt từ trước đến nay. Và em mong muốn rằng là mỗi chúng ta luôn ghi nhớ, đời ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm xuống hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Gần 3.000 vận động viên từ chuyên nghiệp, bán chuyên đến không chuyên đã tập trung về Quảng Trị, trong đó có hơn 50% vận động viên ngoại tỉnh đã tạo nên một ngày hội thể thao thực thụ. Điều đặc biệt của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé được quyên góp cho Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa tỉnh Quảng Trị với số tiền hơn 300 triệu đồng. Từ đó đã góp phần lan tỏa ý nghĩa mà giải chạy mang lại trên đất lửa, tạo nên sản phẩm du lịch thể thao mới, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Quảng Trị, đặc sản vùng miền, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Sau khi giải kết thúc thì qua cả cái trang Zalo, Facebook thì được dư luận đánh giá rất là cao về cái công tác chuẩn bị của ban tổ chức, từ cái công tác y tế, công tác an ninh, rồi công tác chuyên môn. Ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi rất là mong muốn Báo Nông nghiệp cũng như là tỉnh ủng hộ cho cái giải này tiếp tục tổ chức tại tỉnh Quảng Trị trong những năm tiếp theo, để cho cái đáp ứng được cái mong mỏi của tất cả các vận động viên trong toàn quốc cũng như là vận động viên của tỉnh Quảng Trị lan tỏa cái phong trào tập luyện thể thao nói chung và môn chạy bộ nói riêng. Quảng Trị đã và đang xây dựng điểm đến của hòa bình, xây dựng biểu tượng hòa bình thông qua lễ hội vì hòa bình. Chính bởi vậy, những hoạt động có ý nghĩa như giải marathon lần này sẽ góp phần để hình ảnh đất và con người Quảng Trị ân tình, mến khách lan tỏa đến nhiều hơn đối với du khách gần xa, góp phần đưa thông điệp vì hòa bình thực sự chạm đến cảm xúc của mọi người.